cuộc đọ sức quyết định này, dân tộc ta sẵn sàng trả lời bè lũ khát máu không phải chỉ bằng ý chí bất khuất của 4.000 năm lịch sử. Chúng ta còn ráng trả chúng bằng sức mạnh tổng hợp của một cuộc chiến tranh nhân dân hiện đại. Từ đầu, lũ giặc hết sức khiếp sợ lưới lửa phòng không của ta, trong đó chúng đặc biệt chú ý đến các lực lượng trên lửa. Bất lực trước cái đánh cơ động của ta, giặc Mỹ buộc phải tổ chức các biên đội phản lực chiến thuật ban ngày, phát hiện, tìm diệt các đơn vị tên lửa để dọn đường cho các phi đoàn chiến lược tiếp tục các cuộc gây tội ác ban đêm. Nhưng lũ giặc làm sao thực hiện nổi ý định? Vì đối phương của chúng tiến hành chiến tranh đâu phải chỉ bằng những quả đạn mà còn bằng cả những bộ óc thông minh. Không phải chỉ có những đơn vị chiến đấu riêng biệt mà còn cả hệ thống phòng không hoàn chỉnh. Hà Nội lúc này còn yên tĩnh, nhưng cán bộ chiến sĩ ta đã bắt đầu bước vào trận đánh. Cuộc đọ trí mở đầu này vô cùng căng thẳng và quyết định. Kẻ thù rất xảo quyệt, chúng gây nhiễu che mắt, nghi binh đánh lạc hướng, đảo loạn quy luật đánh phá, gây cho ta khó theo dõi, phán đoán. Nhưng mọi thủ đoạn gian rảo của địch không thoát nổi cặp mắt tinh tường của các quân đội hoa ta trinh sát, không lừa được những bộ óc chỉ huy sáng suốt của cán bộ ta. Lũ giặc đang vào theo hướng biên giới phía tây và vùng biển hướng đông nam. Các biên đội không quân, các binh đoàn tên lửa, các sư đoàn phòng không cùng với lưới lửa mọi tầm của các địa phương, tất cả đều đã sẵn sàng trong tư thế bình tĩnh, tỉnh táo đón đánh địch. Đầy tội ác của bè lũ Nixon đã bị dập tắt. Gần 100 máy bay hiện đại, trong đó 34 chiếc B-52 loại có trang bị điện tử tối tân của Mỹ đã bị bắn rơi tại chỗ. Hàng trăm giặc lái bị đền tội và bị bắt sống. Những con số thất bại nặng nề trong thời gian rất ngắn ấy, cùng với sự tổn thất to lớn chồng chất trong nhiều năm gây chiến tranh xâm lược ở Việt Nam, đã buộc Nixon phải chấp nhận giải pháp chấm dứt chiến tranh, chấm dứt can thiệp, rút hết quân Mỹ
và chư hầu xâm lược, cam kết tôn trọng chủ quyền, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.